cảm ơn em hôm nay đã ủng hộ Watch rất là nhiều trong cái sự kiện Rock Show. Và hôm nay thì mình vừa nhập thêm một cục hàng nữa để về hỗ trợ giao cho anh em. Và rất là vui khi khui cục hàng này ra thì nó mới có mũi 8 ly. Đây anh em nha. Đây là mũi Multi Function dòng H9 8 ly. Đó, hơi bị hãng nói là ngày 31 nhưng mà hôm nay là đã về hàng rồi, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh em ngay bây giờ có thể lên đơn nha. Anh em chỉ cần mua 5 mũi size này thôi, cùng một size 8 ly thôi, anh em hay size 8 ly. Anh em tặng một cái thước. Thôi, quá đã nha. Và đợt này thì mình còn về thêm cái dòng lưỡi này, nó mới về lại luôn. Cái dòng này hẳn nó hết hàng. Đây cái này cho Đạt nè, đó Đạt đặt nè. Đây là dòng lưỡi cắt đa năng, nó sẽ cắt được cho những cái vật liệu là gỗ, nhựa, gỗ có đinh anh em nha, và những cái tấm thạch cao. Cái dòng này thì anh em không dùng cắt sắt được nha. Đó, gỗ có đinh thì cắt gỗ có đinh được, nhưng mình có đường cắt được cắt sắt thì không ok. Đó, và đặc biệt là khi anh em dùng cái lưỡi này anh em cắt gỗ á, nó rất là an toàn, nó không có bị tình trạng cái me của cái lưỡi nhìn nó rất là nguy hiểm. Cái dòng này thì nó an toàn hơn, thứ hai là cắt được cái nó mịn hơn, đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và giá của cái lưỡi này thì rất là rẻ. Hả, mình sẽ là một video review cho anh em sau lưỡi này. Tiếp theo là cho anh em xem cái dòng trong cái hộp này có cái gì đây. Hùng mới về luôn. Ơi, đầu tiên là cái bộ máy đo ha. GCL 250 và GCL 215. Thì cái bộ GCL 215 này nhập về giao cho anh Khôi nè, Minh Khôi Nguyễn. Thì cái dòng 215 và 250 nó chỉ khác nhau với độ xa. Cái con này thì độ xa của nó là 15m, còn con này độ xa của nó là 50m. Nó khác nhau vậy thì trên nhau phải 1 triệu đồng đó. Ha, anh em có thể cân nhắc nha. Đây là dòng 2 tia xanh. 2 tia xanh của Boss. Boss thì anh em biết một cái dòng mà nó 2 tia xanh thôi thì giá nó hơn 5 triệu rồi. Còn 5 tia thì giá nó khoảng 12 13 triệu. Và tiếp theo là những cái dòng mũi khoan, là dòng H9. Đa chức năng thì đây là mũi 10 ly và 90 nè. Rất là nhiều đóng luôn. Rồi mũi này mũi gì đây? Mũi này là mũi 6 ly nè, 6 ly dài 90 nè, nhập về giao cho anh em nè. Đó. Rồi thêm một những cái mũi như là mũi 3 ly nè. 3 ly cho anh em bắn vít không tắc kê, hoặc anh em khoan mồi chơi được luôn nha. Ví dụ như mình muốn lấy dấu hay gì mình khoan vô xong mình chọc cái giếng mình lấy thì khoan thẳng luôn. Nó tiện hơn rất là nhiều luôn ha. Đây là 4 ly nè. Đó, con lành chưa? Rồi. Thì đó, đây là cái thùng này thì nó mới cập nhật về cho cái đơn hàng bữa trước mình đặt để giao cho anh em trong sáng ngày hôm nay. Và ngày mai thì cũng sẽ có hàng về tiếp để phục vụ cho anh em đợt cuối. Đó là anh em muốn mua Boss thì tranh thủ hôm nay mình mua nha. Giá giảm y như trong chương trình, quà tặng thì rất là nhiều, còn hỗ trợ trả góp nữa. Hỗ trợ trả góp mình tặng phiếu này nọ, quá trời quá đất luôn. Địa chỉ 24 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.